Lời đầu cho tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi ủng hộ và đăng ký like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em cũng cảm ơn các bác đã có kinh nghiệm chơi đã truyền lại kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Và em xin cảm ơn những lời cổ vũ chân thành cũng là lời động viên của các bác ở trên kênh YouTube. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5, em tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc đầu giải mã mạng không mồi của hãng Tích. Đấy, nó có chức năng là đọc đĩa CD, ghi đĩa CD và giải mã mạng không mồi. Thì ở chiếc đầu này là khi lô hàng về thì được bác khách ở thành phố Biên Hòa đấy, đã đặt mua. Đấy, hôm nay em qua lễ rồi em làm cái video test để trước khi gửi đi cho bác khách đó, cũng như là để cho anh em được tham khảo thêm về sản phẩm này. Em xin giới thiệu sơ qua về sản phẩm này được sản xuất năm 2013. Đấy, chức năng của nó là đọc đĩa CD, ghi đĩa CD và giải mã mạng không mồi. Nó sở hữu size là size 43,5, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 30 cm, đầu nặng là 4,5 kg. Đấy, nó dùng điện là 100V. Thế hôm nay thì em làm cái đầu tích của tích P650 này để làm cái nguồn phát. Đấy, phát analog rồi phát cùng quang cho cái thứ này giải mã. Đây, vì cái tivi nhà em thì nó không có đường dòng cùng quang. Đấy. Đây, hình thức về thì mặt mũi thì em nó còn rất là mới. Đấy. Rất là mới. Không có vết chảy xước nào. Đấy, gần như là mới tinh. Đây là hàng tồn kho các bạn. Đấy. Trong quá trình vận chuyển thì không thể tránh khỏi chút số là vết hơi hơi có vết đây, đây nó có vết đây chứ không nhé. Năm đường của nó đây. Đấy, đường của nó. Nó hơi có hơi ốm một chút thôi. Không rõ, không có cấn móp gì cả. Bên này cũng vậy. Đấy. Đấy. Thì em đã kết nối đường in là đường vào đây. À, mấy chiếc đầu dưới này của đường cùng quang, đường in analog đây em cũng kết nối luôn. Đây, đây là đường out ra âm ly. Đây, đây. Đi máy đây CRVK890, điện 100V, công suất của nó là 16W. Đây, đây này là của Nhật Bản này, Tokyo Japan này, sản xuất năm 2013 tại Trung Quốc các bác này. Nó có sơ gì đây là 3500245. Đấy. Phần máy móc thì dính nguyên bản. Đây, để trước khi mà test cái phần bắt đọc này cũng như các chức năng hoạt động của em nó thì bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh giúp em. Và các bác từng tiếp một like cho em, xin một like để kênh ngày càng phát triển. Và các bác yêu thương em thì các bác hãy share kênh giúp em trên trang cá nhân của mình cũng như là qua Zalo, Facebook để cho anh em trên mọi miền Tổ quốc được biết đến. Thì phần trước tiên em sẽ test cái phần giải mã trước, rồi sau đó sẽ test phần bắt đọc của chiếc đầu này. Hiện tại là có thể không có đĩa CD đấy nhá, không có đĩa CD. Đấy. Vì nó có đấy, không có nó đi thôi nhá. Vì nó là chức năng đọc đĩa CD để ghi đĩa CD và giải mã thì cái tốc độ hoạt động của nó chậm hơn so với đầu CD bình thường. Đấy, nên là các bác sử dụng là được các thao tác, không thể là tắt các thao tác được. Làm tắt các thao tác thì nó sẽ bị đưa sản phẩm. Đấy, rồi lại bảo là cái sản phẩm nó kém chất lượng. Không phải vậy các bác nhé. Đấy. Thì trước tiên em sẽ cho làm cái nguồn phát đầu này. Đấy, để giải mã. Các bác hãy bấm đường vào. Đấy, analog này. Hoặc là in optical này. Đều được hết. Đấy, và bấm nút Z này.
Đây là đường Cổng Quang chuyển sang cổng Alok đó nhỉ. Đấy, Alok cũng chạy luôn. Chức năng giải mã qua đường Alok, qua đường Cổng Quang hoạt động bình thường các bác nhé. Thì khi các bác sử dụng xong phần giải mã, các bác chuyển sang đọc CD, các bác phải bật stop. Hoặc là các bác đang chạy ở đĩa CD, các bác sử dụng sang giải mã thì các bác cũng muốn stop này để chuyển sang chế độ giải mã. Đấy. Chứ các bác đang chạy CD và các bác chuyển luôn thì nhất là không được, cái hai loại máy nó sẽ bị treo máy. Đấy, mình làm cái gì các bác phải lần lượt và cái dùng cái sản phẩm này nó không thể vội được các bác. Cho đọc đĩa CD. Đấy, nhận bài. Anh biết em đi chẳng trở về, dòng ngang liễu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi chẳng trở về, không phải vì anh chẳng tại em hoa thu tàn tạ dụng bên thềm ân tình sớm nở chiều phai u, không phải vì anh chẳng tại em bên gốc thông xưa mình lỡ đi, tình ta âu yếm lúc đam mê thôi đành xóa lời thề trắng. Mắt đọc rất là tốt. Thế là chị ơi rụng bông hoa ngạo, ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh, ngày chị sinh trời cho làm thơ cho nét
thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Ô hay trời không nên gió cho ngày chị sinh, ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở, cho làm câu hát để người ly lời. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, buông tay đọc. Chức năng đọc đĩa CD cũng rất là hoàn hảo. Đấy, bây giờ em test cái phần chức năng ghi đĩa CD.
mà sử dụng cái đĩa trắng này. Chúng ta tô đĩa và phải chờ đĩa để cho cái đầu nó đọc mà nó nhận cái đĩa này đã. À, cái đĩa này thì em đã chép được 8 bài rồi thì bắt đầu em bây giờ em ghi tiếp thì nó thành bài thứ 9. Đó nhá. Trước tiên ta sẽ chọn đường đường vào, đường optical đi. Đấy, em bấm play. Rồi. Chọn Z. Play bài 9. Đấy. Bắt đầu ghi nữa nhá. Vậy là đã ghi xong, ghi xong nhá. Tắt cái đầu đi. Đấy. Đây bài thứ 9 đây. Để rồi em sẽ cho đọc bài thứ 9 luôn nhá.
Như vậy tất cả các chức năng của chiếc đầu này là hoạt động hoàn hảo. Đấy. Thì phần cái phần chữ Jack Zipper này chỉ dành cho bác nào mà không có đường cổng quang vào và các bác dùng đường analog để ghi thì các bác cái chỉnh tiếng cộng này là lớn tiếng mà đây là nhỏ tiếng xuống. Còn đâu phần cổng quang vào thì tự động người ta sẽ cân chỉnh cái phần âm thanh vừa đủ để ghi đĩa. Còn analog thì vừa đủ thì ta chỉnh lớn hơn hoặc là nhỏ hơn là tùy ý thích. Vậy nên là chỉnh lớn hơn đấy thì tiếng nó sẽ bị vỡ các bác nhé. Đấy. Thì, chiếc đầu này hoạt động hoàn hảo và em đã bán là 3,5 triệu đồng. Đấy và em còn là một chiếc đầu màu trắng và một chiếc đầu màu đen thì nó không được đẹp như này nữa. Đấy em bán với giá là 3,2 triệu đồng các bác nhé. Một chiếc đầu này em bán với 3,5 triệu đồng rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu mua đầu đĩa hay mua đầu giải mã thì hãy liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 23269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.